Tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả đang xem kênh Thương Phạm. Hôm nay thì Thận kết hợp với lại em Trúc cũng đang giúp đỡ cho em Trung, là em có vợ em bỏ mà có bầu với người khác đó cô chú anh chị. Thì em không có nhà cửa gì ở hết, ở trong một cái chòi giống như ở ngoài rừng á. Thì đang hiện tại giờ đang giúp cho em kêu thợ tới để gắn cái đèn năng lượng mặt trời. Rồi cũng hợp tác với em Trúc là giúp đỡ cho em chích lục lại cái khai xanh. Thì hôm nay Thần cũng nhận được tiền của cô chú Mạnh Thường Quân nữa. Rồi anh chào Trúc nha. Dạ chào anh. Đi sớm đó vậy? Dạ em đi để anh nói vậy. Rồi anh nhận được cái biên lai này là mình mới vừa giúp cái đèn năng lượng mặt trời là 120 ngàn. Dạ. Là gắn rồi hả? Gắn rồi, em mượn cái anh kia gắn giùm luôn rồi. Đây đó hả? Dạ. Cái này là 200W hả? 200W. Rồi Trung đâu? Trung nãy em xuống thấy cha con anh chặt củi ngoài. Đó đó hả? Dạ. Trời đất rồi. Chào Trung nha, chú chào con. Mới gắn hồi nãy luôn á. Ờ. Vậy đó hả? Dạ. Rồi bây giờ bữa nay là anh tới đây cũng chúc mừng em là cũng có nhận được tiền của chú Mạnh Thường Quân gửi đó cho em nữa. Dạ. Nhưng mà hôm trước anh tới là thấy em ngửi rung 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 hết trơn đó, là bữa nay bớt chưa hay là sức khỏe em thế nào rồi? Cũng bớt rồi. Có đi khám không? Dạ cũng khám trên y tế mình đi nè. Chứ... À rồi em vô đây anh hỏi thăm. À, chú chào con nha. Rồi nè chú cho bánh nè. Hai cha con ăn cơm hồi nào mà thấy như chén bát chưa rửa nè. Chưa có nước, đợi nước vô mà mới có nước rửa nè con. Cảm ơn chú. Ừ mà ủa có nước vô mới rửa được hả? Được. Là nước đây nè cô chú anh chị. Cô chú anh chị có thể là coi phim lần trước là em xài nước ở dưới cái mương này nè. Ở đây là không có điện, không có nước. Ở đây không có điện, không có nước. Rồi em xài coi như là em ở cái chỗ này y chang như trong rừng á. Nói vậy cho nó đơn giản của chú anh chị. Coi như là em không có cái gì hết. Rồi hay cho con mình vô đây anh hỏi chút xíu ha. Cái đèn bắt được chưa? Được rồi. Bấm cháy không em? Cháy cháy. Đâu bấm anh coi coi. Cái này bằng điểm sáng dữ lắm nè. Treo ở đây sợ nó chả là luôn á. Ô quá trời quá đất. Mừng không? Mừng. Rồi tắt đi em, tắt đi em, nó chói quá. Cảm ơn Trúc nha. Trong thời gian vừa qua thì Thận cũng hợp tác với em Trúc. Tại vì cái vị trí Thận là quá trời xa đi. Cho nên mọi việc thì Thận cũng phải đi tới vị trí này, phải qua một cái phà rất là lớn. Cho nên là chở gạo cũng khó. Mà đi giúp em thì nó quá trời xa, nhưng mà Thận cũng cố gắng. Rồi anh hỏi bây giờ mình đi vào vấn đề ha, là hôm trước đó là cháu không có cái xanh phải không? Yeah. Thì Trúc cũng mới báo gì với anh là anh hỏi với Trúc cái vấn đề khai xanh đó. Dạ. Yeah. Khai xanh thì em nhờ ở bên bệnh viện với xã chích lục lại làm giấy khai xanh cho con, cô nhờ người ta đi cũng nghe người ta báo là 2 triệu. 2 triệu hả? Dạ. Yeah. Là chích lục lại chứng xanh hay là mình ra khai xanh? Làm lại giấy khai xanh. À. Chích lục cho mình, nó làm lại hết cho mình. Là cái đó là mình nạp vô nhà trường là ok ha? Dạ. Vậy thì cũng có giấy khai xanh luôn đó. Vậy làm đi em, làm chưa? Dạ em nhờ người ta rồi, người ta làm xong rồi người ta cho mình hay lên lấy. À. Dạ. Rồi anh nghe nói là hổm gài là anh giúp nhiêu tiền là em nhờ Trúc giữ giùm luôn hả? Trời ơi, được vậy thì cũng mừng. Cô chú Mạnh Thường Quân với lại khán giả cũng mong muốn cái điều này đó đó em. Chứ em Trung thì ở đây sức khỏe không tốt, rồi cái căn nhà cái dựng gì không ở không có an toàn của chú chị, rồi sợ mất. Gửi được thì cũng mừng. Thận tới tính tới đây Thận kêu em gửi mà cuối cùng là Thận gọi qua thì em gửi rồi. Trong cái lúc mà anh tới đây anh chào anh Giúp là gửi liền ha. Dạ là gửi liền. Ừ, vậy anh vừa về là anh gửi liền cho em. Anh gửi hết. Em có mua cho anh cái bảo hiểm 805 ngàn. Ủa mua rồi hả? Dạ mua rồi. Ô, anh coi cái bảo hiểm rồi. Chưa, một tháng, tháng mới lấy. À một tháng lấy có hả? Có biên lai. Có giấy hạn không? Giấy hạn hồi nãy em bỏ trên nhà em. Nãy anh không hỏi em. Anh đâu có đem đây lỡ làm mất rồi sao em lấy được cái bảo hiểm vậy hả? Dạ. Vậy cũng mừng rồi. Có giấy hạn.
Chừng nào có bảo hiểm em chụp em gửi qua Zalo cho anh. À, vậy là bây giờ là mình có hôm nay là có đèn năng lượng nè, rồi có bảo hiểm nè. Mua cho thằng cu thì không mua được, tại vì đợi giấy khai sinh nó mua được. À. Nhưng nếu mình đợi giấy khai sinh thì nó đi học là mua bảo hiểm trong trường. Bây giờ mình lấy lại mình chích lụ lại chứng sanh rồi mình làm lại khai sinh luôn. Dạ. Làm lại khai sinh tại đi tại cái nơi mình cư trú ở đây. Dạ. Chích lụ lại không là 2 triệu hả? Dạ. Làm lại có tốn tiền không ta? Làm em nghĩ chắc cũng vài chục ngàn, trăm ngàn tiền giấy mực rồi, chứ nhiều. Thì có gì á thì em với em Trung mình tính toán tiền ha. Dạ, dạ. Rồi hôm nay là cái đèn này là chị giá là 1.120.000 nè cô chú anh chị. Cái này thì em chút cũng liên hệ gắn dùm luôn. Đó, cho nên là em Trung ở đây á, sống ở đây đó là cô chú anh chị. Nè em cầm miếng like luôn đi. Là cũng như là không điện, không nước, không có gì hết. Nói chung là thuận tính kêu thợ khoan cây nước mà cũng không có điện để gắn cái motor. Như vậy thì ở đây mình mua cái bồn nước mà cái kiểu bồn nước cỡ ngàn lít để hứng nước mưa để xài á. Dạ. Mà nhưng mà ở ở đây gần gần đây có chỗ nào bán cái đó không? Dạ có. Tại dưới ngay chỗ anh uống nước hồi nãy đó, ngay chỗ Hoành Cao vừa lên là có cái bồn chỗ đó ta bán đó. À. Dạ. Anh mua thì ta chở. À thấy nãy thấy rồi. Dạ, dạ. Nếu như vậy thì chắc có lẽ là tới tháng mưa này mình sẽ mua một bồn. Dạ. Để xài đi. Dạ. Thì nói chung á thì cũng có một số cô chú mình đồng quân á cũng gợi ý là nên thận để dành tiền đó để những cô chú mạnh thường quân mà gửi tiền cho thận á. Dạ. Thì cất đó để dành mà hỗ trợ cho em Trung có cái căn nhà che nắng che mưa. Dạ. Thì vị trí cái này nói chung là thận cũng nhận cũng không có được nhiều cô chú anh chị. Thì ở đây cũng có em Trúc là người rất là tin tưởng với lại em rất là tốt, em cũng làm thiện nguyện nữa. Cho nên là thận gửi ở đây cũng rất là an toàn, rất là chắc. Nhưng mà thận nhận số tiền cũng không có được nhiều, không có đủ. Thì nếu mà có duyên của cô chú Mạnh Thường Quân gửi á, đủ á, thì thận cũng cố gắng. Coi như là mời anh em đội thợ có uy tín tới đây để làm cái căn nhà nhỏ nhỏ. Thận nghĩ là cái chỗ này cao lắm, cái bề ngang nó tầm 3 mét. Rồi con trai con có muốn đi học không con? Bánh ăn ngon con trai? Dạ. Mà bây giờ con biết được chữ nào không? Dạ. Chữ O chữ A biết không? Dạ. Con đếm từ 1 tới 10 chú nghe coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đếm được. Mà chữ không biết hả? Con đâu con tên gì? Nguyễn Trung Phúc. Con tên Phúc hả? Dạ. Rồi, nhưng mà con biết viết tên con không? Dạ không. Chú nghe người ta nói là con ưa đi vòng vòng đây con bắt ốc lắm phải không? Dạ. Có không em? Dạ có. Bà con đây nói là đi bắt ốc. Dạ. Em có đi bắt không? Dạ cũng có. Có khi nào bắt bán hay là bắt ăn không? Bắt ăn. Ừ. Rồi hôm nay mình có mua gạo không em? Dạ gạo cũng còn ít. Nhưng... Còn. Dạ. Hôm gà anh đăng hai video rồi mà vợ em có điện gì không? Dạ không. Họ không có liên kết nữa luôn hả? Không. Bà con lối xóm ở đây có ai nói gì em không? Dạ không. Hàng ngày như em ở vậy có ai lại đây thăm em không? Không, cũng không có. Ít. Em có bà con họ hàng gì đây nhiều không? Số kỳ gì? Nói chung đây cũng nhà cũng ít ít không mà chứ. Trời ơi. Em ở đây họ hàng của em thấy chút thấy có anh chị em thì khá giả gì không em? Anh chị em nghèo khổ đi làm tứ sướng hết trơn. Có ai cái anh nhà bên đó là anh thứ tư đó cũng hai chồng đi mặn mướn tới ngày cũng có nhà đó. Vậy đó hả? Dạ. Nếu mà bây giờ thì Thận cũng cố gắng hết mình đó cô chú anh chị. Như là Thận thấy cuộc sống của em như vậy, Thận thấy có tội nghiệp. Hôm trước là cái chị Mạnh Thường Quân tới đây là chị khóc luôn. Chị đi chứng kiến cái hoàn cảnh của hai cha con là Thận kể lại cho nó nhanh là em á, vợ chồng của em á là không có được cưới hỏi gì hết, rồi em được người anh giới thiệu, không anh ruột phải không? Yeah. Anh ruột giới thiệu vợ, mà sau khi mà ở về thì em phát hiện là vợ em có bầu, không phải là của em,
Đó thì em cũng gán cưu mang cháu cho tới bây giờ. Thì em cũng nói là tình nghĩa cha con là không có đêm đêm nào mà ngủ chung, không ngủ chung là chịu không nổi hả. Em kể lại cái chỗ đó anh nghe coi, ngồi xuống đi em. Sao bây giờ sao, ví dụ như con em như hàng đêm mà có đêm nào em gời con em không? Dạ không. Em năm nay là ba mấy anh quên ha? Dạ, 32. Hôm trước là em nói như là bà ngoại của các cháu hả? Ông ngoại bà ngoại có nhận không? Không, không nhận luôn hả? Bây giờ như sức khỏe của em hôm nay là anh thấy đỡ rung nè, rồi như vậy thì em gánh nặng được có bao nhiêu? Dạ vẫn 20 trở lại. 20 ký hả? Dạ. Bây giờ ví dụ như người ta thuê em đi đào đất hay gì đó em làm được không? Dạ không. Giỏi nhất cũng làm nó. Nhớ lúc về trời lạnh nè. Trời lạnh là nhất cũng ngủ không được. Nói chung là hôm trước Trúc ngồi luôn Trúc. Dạ. Anh cũng nghe Trúc nói lại là cũng có cái chị kêu đi khám phải không? Khám nhưng mà cũng nghe Trúc nói lại là chị Thắm có kêu Mạnh Quân bảo hiểm ghé đó, kêu em dẫn anh Trung đi khám. Nhưng mà bây giờ chưa có bảo hiểm, tháng nữa bảo hiểm mới xài được. Em mình tận dụng bảo hiểm. Dạ, đợi bảo hiểm cho nó đỡ phí. Bây giờ nếu mà có bảo hiểm thì em đi khám tổng quát đi. Dạ. Ha. Nhưng mà căn cước đồ ở đây em có đầy đủ không em? Dạ có rồi, mới làm lại. Có rồi. Vậy là được hết trơn có ha. Có căn cước mới mua bảo hiểm được đó. Vậy vậy thì em làm cái sổ hộ khẩu đây luôn đi. Như em đây có sổ hộ khẩu chưa? Còn ở chung với ở chung. Mẹ ảnh đâu có cắt ra được. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà cắt ra được mà. Em có cái chỗ ở vậy thì em cắt được rồi, đất này của em mà. Nhưng mà giấy tờ không có được. Ba mẹ ảnh còn lấn cấn vậy đó. Trên xã giờ phải đóng tiền án phí ta mới chịu cắt giấy tờ ra. Án phí gì? Một lần cha mẹ ảnh thôi nhau ly dị á, rồi chưa có đóng tiền án phí. Vậy hả? Ra tòa. Bây giờ xã ta đâu chịu cắt hộ khẩu đồ ra đâu. Giống như anh làm xong thủ tục rồi ta mới chịu cắt hộ khẩu ra. À. Kính thưa tất cả quý cô chú Mạnh Thục Quân, hôm nay Thuận nhận được tiền của cô chú Mạnh Thục Quân, đó là chị Nguyễn Thị Phương ở Đài Loan ủng hộ là 1 triệu. Em Tú Anh ủng hộ là 1 triệu. Chị Dung ở An Mỹ, Mỹ Đức ủng hộ là 1 triệu. Em Kiều Diễm ở Đài Loan ủng hộ là 1 triệu. Tổng cộng số tiền là 4 triệu. Rồi anh sẽ gửi cho em 4 triệu của cô chú Mạnh Thục Quân ha. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Rồi anh gửi em ha. Rồi em cũng cảm ơn cả Mạnh Thường Quân ủng hộ em. Là chút hôm trước là em báo là 2 triệu tiền mình chích lục lại cái chứng sanh. Vậy thì em gửi lại chút. Dạ. Cái tiền này em có dự định gửi lại cho Trúc không? Dạ, dạ, dạ. Rồi thì mình chích trong cái tiền ra ha. Dạ, dạ. Thì có gì báo lại cho em. Dạ, dạ. Rồi bảo hiểm thì mình đóng rồi hả? Dạ bảo hiểm đóng rồi. Bữa anh gửi tiền em mua bảo hiểm rồi. Rồi cái tiền đèn này á thì anh chưa có gửi trả thì gửi trả lại cho Trúc em ha. Dạ, dạ. Ừ đừng để cho Trúc lỗ nha. Bây giờ tiền gửi Trúc còn nhiều không? Dạ bảo hiểm gửi anh cho 2 lần 8 triệu. Ừ. Anh lấy 200 anh lấy không gà 1 triệu. Còn còn 7 triệu mua cái bảo hiểm 805.000. Thì như em tính 800 đi là còn 6 triệu 2. Ừ. Còn nguyên 6 triệu 2. Anh lấy 100 200 mà không có. Không, cái này là cái đèn này chưa trả, là hồi em gửi là cái đèn ha. Cái đèn là 1.120.000. Rồi chúc mừng cha con là hôm nay có cái đèn. Rồi nếu mà để xem nếu mà thân nhận được tình thương của cô chú Mạnh Thường Quân á, tại vì cũng có một số cô chú Mạnh Thường Quân gợi ý muốn giúp đỡ cho em lắm nhưng mà thân chưa nhận được tiền,
Nếu Thuận nhận được tiền thì Thuận sẽ cố gắng, cũng như là mời thợ tới đây để giúp cái nhà nhỏ nhỏ. Thì Thuận thấy cái mảnh đất này cũng rất là nhỏ, Thuận nghĩ là cô chắc cũng hỗ trợ vài chục triệu, Thuận sẽ làm cho cái nhà tiền chế luôn cô chú anh chị. Còn nếu đủ duyên làm nhà tường thì Thuận sẽ làm nhà tường, nhưng mà hiện tại giờ thì chưa có đủ, được 8-9 triệu thì chắc được mấy cây cột rồi. Rồi Thuận cũng tiếp lời với em với lại cháu, xin gửi lời chân thành cảm ơn số tiền hôm nay là của chị Nguyễn Thị Phượng ở Đài Loan, em Tú Anh, chị Dung ở An Mỹ, Mỹ Đức, em Kiều Diễm ở Đài Loan, xin gửi lời chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe quý Mạnh Thu Quân rất là nhiều. Nhờ số tiền của quý Mạnh Thu Quân mà hôm nay Thuận tới đây trao giúp đỡ cho em, cũng như là kết hợp với em chút hỗ trợ nào là bảo hiểm, đèn, năng lượng mặt trời, rồi nói chung là giúp đỡ cho em hết mình luôn. Hiện tại bây giờ thì cô chú anh chị cũng có xem mấy video trước cũng biết rồi, thì em cũng có bệnh hoạn, em mới có 30 mấy tuổi à, nhưng mà cũng còn trẻ, nhưng mà em bị bệnh rồi không có làm lụng gì được hết. Ở đây thì ví dụ như em muốn làm thuê, có ai thuê em không? Dạ không, bệnh gì thì đâu có thuê được đâu. Nhưng mà em bệnh như vậy là thì ngoài ginh nặng ra không được á, thì có cái công việc nào để mình ginh mình làm bằng tay không, ginh nhẹ không? Đây cũng ít, nói chung củi đủ thì gom được. Nhưng mà bây giờ anh có cái nhà ý này là em thấy thế nào ha? Chút ở đây thấy được á, giúp đỡ cho em, giúp đỡ được cái này thì cũng mừng nè. Ở đây bán vé số được không? Dạ được. Được cái đó. Chân của ảnh mà đi lội đi xa nữa, nhưng mà đi thì không nổi. Cái chân ảnh bị khớp, đi nhiều quá ảnh đi không. Dạ. Chạy xe đạp được không? Dạ không. Vậy sao trời? Khó thiệt á. Vì ngoài cái công việc bán số ra, ở đây theo em nghĩ bà con ở đây có cần làm gì nữa không? Ở đây làm tới mùa hai trơm hai nhãn ảnh vậy à. Anh hái anh phải giác, hái nó còn nặng hơn nữa. Dạ, hái anh không giác đâu, ai mướn anh, đừng có hái là tao phụ, anh phụ người ta lặt vậy đó, lặt ngày người ta trả mấy chục ngàn chứ đâu gì. À, đâu phải quanh năm suốt tháng đâu, tới mùa người ta mới kêu. Ở đây cái cuộc sống của em chung á cô chú anh chị, là cái video đầu tiên á thì tìm hiểu là em ở đây là ăn gạo của nhà chùa cho. Dạ, đúng không em? Dạ đúng rồi. Gạo rồi nước mắm nước tương rồi vân vân, nói chung là những nhà hảo tâm như là nhà chùa để cho, để kiếm sống hàng ngày. Biết sao giờ cô chú anh chị, thôi giờ cũng gắng cố gắng lên ha. Sao bữa nay ít nói quá vậy? Nó liên quan thì tới cái bệnh ít nói không? Không, không thì nói nghe anh chút xíu thôi. Bên như vậy hiện tại giờ em ở như vậy thì cha con em khó khăn nhất là cái gì, hay là cái điều lo sợ nhất là cái gì, kể anh biết coi. Lo sợ nhất tới tháng 10 nè, không có chỗ ở đó, dột này kia ngủ ngơi không được này kia. Ừ, đây là mưa nó tạt vô hả? Dạ. Như vậy ở trên nóc có dột xuống không? Dạ có. Về cái hông nó có tạt không? Dạ tạt chứ. Ừ, có một số khán giả nói là em ăn nước ở đây nè, nước em ăn uống ở đây nè, là người ta xịt thuốc, em đâu có biết được. Ừ, là mình ăn uống vô là cái sức khỏe em tiêu luôn, nó thuốc sâu rồi nó vô người em á, cho nên là người em bây giờ yếu ớt gung gãy rồi nè. Mà cháu có bị không, con có bị không con? Cháu hàng ngày có bị sốt bị gì không? Cũng ít. Rồi mỗi lần ví dụ như là ít là có phải không? Rồi mỗi lần xấu đó là có đi trị bệnh hay gì không? Dạ, mua thuốc uống. Đi mua thuốc là sao hả? Dạ. Có lần nào nhập viện không? Dạ không. Là ai đi mua? Em đi, tại vì em bán đây cũng có chỗ bán thuốc cũng gần. Là đi bằng gì? Đi bộ. Rồi mỗi lần ở đây em đi mua gạo rồi như hiện tại giờ anh thấy em đi đỡ rung hơn lần trước là rồi em. Mỗi lần là em muốn gạo rồi đó là ai đi mua? Dạ, em ví dụ đi mua gạo đó nè, em đi mà tránh chỗ bán gạo, người ta chở xuống tới chỗ cho mình nè. À. Ừ. Chở đem tới ra cho mình luôn. Thôi cũng cố gắng lên ha.
Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả, thì Thịnh cũng cố gắng hết mình. Thì bây giờ hiện tại giờ thì cũng mừng, hôm nay thì cũng kết hợp được với em sẽ giúp đỡ cho em như vậy. Thì một lần nữa là anh cũng nhắc lại là hôm trước anh có giúp cho em là cái số tiền của cô chú là chú Quỳnh Phi Long ở Hóc Môn, với lại con cháu của chú nữa, là gợi ý sẽ giúp đỡ cho cháu tiền ăn học. Cho nên là em cố gắng ha, những cái gì mà em chúc mà giúp đỡ mình á, như giấy tờ đồ này nọ cần đi ký cái gì đó, thì cha con gắng cố gắng đi với em chúc nha. Rồi nhập học được á thì anh sẽ có kết hợp với chúc ở đây. Kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý khán giả, thì một lần nữa Thuận cũng tiếp lời với gia đình xin gửi lời chân thành cảm ơn và tất cả quý mạnh thường quân đã thương yêu gia đình em cũng như là giúp đỡ từ trước tới giờ để cho em hôm nay là được như vậy. Thuận cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe quý mạnh thường quân rất là nhiều. Thuận cũng xin khép video lại ở đây, hẹn gặp lại tất cả quý bà cô chú anh chị và tất cả quý vị trong clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Chú về ha anh trai. Mà con thích ăn cái bánh này không? Hôm trước hình như là chú cũng có cho con một bịch đúng không? Bánh này của cô chú mình thuộc quân binh nước ngoài đó cô chú anh chị. Nó gửi Thuận thích cho các cháu ăn vậy đó. Rồi, vậy anh về ha. Chú về con trai. Rồi, anh về cô chú anh chị.